Em chạy ra cái làng đó đúng không? Đó, cái vạch em còn có cái dây gì? Chào anh lấy rồi, cái vạch trắng còn mà. Em thấy là đứng ở ngoài á. Đâu? Mình lấy trong lại. Sau khi mình đưa clip cho anh cảnh sát giao thông xem thì anh ấy đã thả tự do cho mình rồi nha anh em. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Ok, vỗ tay coi. Đúng là con trai của ta. Okay, thì clip của mình xin kết thúc tại đây. Anh em thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh và like cho mình nha. Để anh em.